Một học sinh ở Quảng Nam tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Quận Đống Đa vận hành cơ sở điều trị F0 quy mô 600 giường. Ninh Bình sẽ cách ly tất cả người dân từ Hà Nội về tỉnh. Phát hiện ca dương tính ở Hải Dương trong đêm, khẩn cấp phong tỏa một ngõ xóm. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch bệnh Covid-19 trên kênh Tin Tức Việt. Và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một nam sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã tiêm liên tiếp 2 mũi vaccine Pfizer ngừa Covid-19 cách nhau chỉ khoảng 10 phút. Sáng 17 tháng 12, ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam xác nhận thông tin trên. Cụ thể, sáng ngày 16 tháng 12, thành phố Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine Pfizer cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân tại nhà đa năng của trường. Tại đây, một học sinh lớp 11 vừa tiêm xong mũi thứ nhất ở bàn thứ nhất thì đến bàn thứ hai ngồi và được tiêm thêm một mũi nữa. Theo ông Bình, nguyên nhân xảy ra việc tiêm nhầm 2 mũi vaccine cho học sinh là do thiếu trách nhiệm cả từ phía nhà trường và nhân viên y tế. Ngay trước khi triển khai tiêm, chúng tôi đã làm việc với trường yêu cầu chủ nhiệm lớp phải quản lý học sinh đi vào tiêm một chiều, nhưng trường lại để học sinh này đi lang thang tiêm bàn số 1 rồi lại đến bàn số 2 nên tiêm nhầm. Ngoài ra, nhân viên y tế cũng thiếu trách nhiệm đã không nắm thông tin học sinh này đã tiêm hay chưa. Hơn nữa, số lượng người tiêm hôm đó quá tải, hơn 1.000 học sinh nên cũng khó kiểm soát, ông Bình nói. Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cáo với lực lượng cấp cứu đưa học sinh này đến theo dõi tại trung tâm y tế. Đến sáng nay thì sức khỏe em này tạm ổn định nên gia đình đã xin cho em về nhà theo dõi. Về việc xử lý nhân viên y tế vi phạm, ông Bình cho biết, ngay chiều qua trung tâm đã họp rút kinh nghiệm, còn việc xử lý nhân viên y tế sai phạm chưa làm được vì đang trong cao trào tiêm vaccine. Nếu xử lý thì điểm tiêm phải ngừng lại là vỡ kế hoạch của thành phố, ông Bình cho biết. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết, do số ca F0 tăng nhanh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận đã đưa vào vận hành cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ với quy mô 600 giường tại khu ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi. Quy mô điều trị của cơ sở thu dung là từ 500 đến 600 giường bệnh. Nhân lực phục vụ hiện tại có 57 người, gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế. Ngoài ra còn có 11 người hỗ trợ là nhân viên y tế huy động tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Tổng mức đầu tư trang thiết bị, vật tư ban đầu để thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Thủy Lợi trước khi chuyển đổi mục đích thành cơ sở thu dung điều trị F0 là hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, ngày 14 tháng 12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đống Đa đã tổ chức vận hành trạm y tế lưu động đặt tại khu ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi. Lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp lại toàn bộ phòng để chuẩn bị đón F0 đến điều trị. Hiện cơ sở thu dung điều trị F0 đang được Ban Chỉ đạo Quân sự quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị có liên quan, quản lý và vận hành. Số bệnh nhân đang được tiếp nhận điều trị là 98 người. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 3529 về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người về Ninh Bình từ Hà Nội. Theo văn bản thì hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội đang có diễn biến phức tạp. Mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới, ca mắc tại cộng đồng, tại nhiều quận huyện. Thực tế, trong thời gian gần đây, tại Ninh Bình đã ghi nhận một số chuỗi lây nhiễm tại cộng đồng có nguồn lây từ Hà Nội như ổ dịch tại xã Gia Hưng, Gia Phú, ổ dịch tại xã Gia Thịnh, Gia Vượng và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn và một số cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh. Để kiểm soát và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Ninh Bình, đặc biệt là từ Hà Nội, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ. Trong đó đặc biệt lưu ý đối tượng nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế, lái xe đường dài, người làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, phục vụ lái xe đường dài. Đối với người về từ Ninh Bình, từ Hà Nội, thuộc vùng dịch cấp độ 2 màu vàng mà chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, người về từ vùng dịch cấp độ 3, 4 và vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp, tương đương cấp độ 4, thì tiếp tục được quản lý theo đúng chỉ đạo tại công văn số 246 ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cách ly tập trung 14 ngày, được lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly. Hết thời gian cách ly tập trung, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được cho về cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Đối với người về từ vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội, phải thực hiện khai báo y tế với trạm y tế xã, phường, thị trấn. Ngay khi về đến địa phương để được thực hiện cách ly y tế tạm thời tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR gộp mẫu.
sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được sinh hoạt và làm việc bình thường. Riêng người đến về Ninh Bình trong thời gian ngắn dưới 2 ngày không phải cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm tại Ninh Bình, nhưng phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR còn hiệu lực trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu đến thời điểm khai báo y tế tại trạm y tế nơi đến về. Đối với các trường hợp đến hoặc về Ninh Bình công tác theo sự chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương và cấp tỉnh, các trường hợp đặc biệt khác thì nơi tiếp nhận người đến làm việc hoặc lưu trú phải báo cáo và thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương cho biết, sáng nay, Ban Chỉ đạo xã nhận được thông báo về công dân sinh năm 1989 là nam, trú tại xóm 9, thôn Quang Rực, có kết quả xác định, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này được xác định nguồn lây từ Hải Phòng khi công dân có đi làm và ở trọ tại đây. Vào chiều tối ngày hôm qua, ca dương tính đi từ Hải Phòng về quê và chưa tiếp xúc với người thân trong gia đình, cho nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin nghi ngờ, ngay trong đêm, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Hồng Phong đã báo cáo Ban Chỉ đạo huyện cùng cơ quan chức năng và tiến hành các biện pháp ứng phó, đồng thời khẩn trương xác minh lịch trình di chuyển, ra soát những trường hợp tiếp xúc gần và phong tỏa tạm thời khu vực ca dương tính sinh sống, gồm 6 hộ với 21 nhân khẩu. Qua điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển ca dương tính được xác định như sau. Từ ngày 2 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, hàng ngày vào buổi sáng, công dân từ nơi trọ ở xóm 5, Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương đến khu công nghiệp Tràng Duệ làm và đến chiều tối về ăn cơm tại quán gần nơi trọ, không nhớ rõ tên quán. Chiều tối ngày 14 tháng 12, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm PCR, đến sáng hôm sau cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày 15 tháng 12 và 16 tháng 12, ca dương tính vẫn đi làm bình thường. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua, công dân đi xe máy với bạn từ quê ở khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, Hải Phòng về địa phương tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong. Khi về đến nhà, ca dương tính để đồ ở ngoài sân, thấy người khó chịu và tự đo nhiệt độ là 37,5 độ C, sau đó đến trạm y tế khai báo y tế. Tại trạm y tế, nhân viên tiến hành test nhanh 2 lần đều cho kết quả nghi ngờ. Sau đó trường hợp này được lấy mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm PCR. Đến sáng nay có kết quả khẳng định dương tính. Trước khi có kết quả dương tính, công dân đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Đây là ca dương tính đầu tiên trên địa bàn xã chúng tôi khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, khiến một số người dân có phần lo lắng. Tuy nhiên, do chuẩn bị các phương án từ trước, vì vậy khi có kết quả nghi ngờ, Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng khoanh vùng, tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của gia đình ca dương tính, xác định rõ nguồn lây nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết. Cũng vào chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang ban hành quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn. Theo đó, từ 0 giờ ngày 17 tháng 12, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện được bán tại chỗ và phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Riêng 3 xã là Tân Phong, Nghĩa An, Hiệp Lực được cho phép bán hàng ăn uống mang về. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc gội đầu, làm móng, tập gym, yoga tiếp tục được hoạt động với điều kiện không quá 50% công suất và không quá 30 người trong cùng một phòng. Việc tổ chức tang lễ, nghi lễ 49 ngày, 100 ngày, cải táng không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm. Riêng 3 xã Tân Phong, Nghĩa An, Hiệp Lực không tập trung quá 20 người trong cùng thời điểm, không quá 5 người trên một đoàn viếng, thực hiện nghiêm quy định 5K. Đối với các hoạt động khác bao gồm quán karaoke, phòng trà, có tổ chức hát giao lưu văn nghệ, quán bar, massage, vũ trường, quán games, điểm truy cập Internet, quán bia, tiếp tục tạm dừng. Và thông tin này đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước cũng như trên thế giới. Mong quý vị khán giả hãy dành thời gian chú ý đón xem. Còn ngay bây giờ mời quý vị chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác có trên kênh tin tức của chúng tôi.